Ni hào, xin chào các bạn. Đây là một cái video của bài số 5 rồi. Đó là bắt đầu từ video này mình sẽ bật mí cho các bạn một cái cơ hội, đó là các bạn sẽ được học trực tiếp cùng với Lộc. Đấy. À, nếu mà học online thì các bạn học qua Zoom. Còn nếu như mà học offline thì các bạn có thể học tại nhà của Lộc hoặc là học tại trung tâm. À, Lộc sẽ nhận dạy các bạn offline ở tại Hải Phòng. Còn các bạn ở tỉnh xa hơn thì hoặc là các bạn ngại đi lại thì các bạn kết bạn với mình sẽ cho các bạn vào nhóm Zoom nhé, và chúng ta sẽ học cùng nhau. Việc học trực tiếp với Lộc thì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái lớp học, Lộc sẽ hướng dẫn sửa chữa, sửa lỗi cho các bạn, giúp các bạn luyện nói phát âm cho đúng, rồi là các bạn sẽ có những người bạn để học cùng nhau, và chúng ta sẽ có học chi tiết sâu sắc hơn cho các buổi học. Nó không ngắn gọn như là trên cái video này, nó chỉ là cái một chiều trên video thì nó sẽ không đầy đủ được. Thì các bạn muốn tham gia học cùng Lộc thì đăng ký nhé. Nhớ Zalo hoặc là Facebook của Lộc nhé. Lộc sẽ chờ đợi những tin nhắn của các bạn. Và bây giờ ta sẽ vào bài 5. Sẽ giống như các bài khác, chúng ta sẽ học qua cái từ mới một chút nhé. Từ mới chúng ta sẽ vào luôn xương sứ. 生词 Ok, bây giờ ta sẽ vào xương sứ nha, từ mới nha.这 Chưa. Ở đây là từ chưa, là nó mang cái chất là đây hay này. Đây hay này, nó giống như từ this trong tiếng Anh. Đây này, sure.是 Thế là từ sure. Sư có nghĩa là, có nghĩa là thì. Nó chính là to be, am, are trong tiếng Anh. Nghĩa là thì. Ví dụ đây là bố tôi, đây là mẹ tôi. Đấy, ta dùng từ sư này. Lão sư. Lão sư là thầy giáo, teacher. Ví dụ là dạy các bạn thì sẽ được gọi là lão sư. Lão sư không quan trọng là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, mà cứ là dạy thì có nghĩa là lão sư rồi nha. Lão sư. Nhìn. Cái từ nín này nó mang cái tính chất khá là, gọi là khá là tôn tôn quý, khá là tôn, gọi là khá là danh dự, nó gọi là khá là tôn trọng lịch sự. Đấy, nó dùng cái từ nó mang tính chất là ngài, mang tính là ngài, là bạn, là ông ấy, hay là mang chất như là kiểu như là ngài đấy, kiểu như vậy. Từ nín này mang chất như vậy, nó rất là danh giá, cái người được nhắc đến sẽ rất là danh giá. Nhìn Nín. Chỉnh Từ chỉnh là xin, là xin mời hay là mời. Từ chỉnh là thỉnh. Từ này nó mà tiếng Hán của nó là thỉnh, thỉnh giáo hay là xin mời thỉnh giáo. Từ mà trong tiếng Anh là từ please, là làm ơn đi. Kiểu vậy. Chỉnh Tiếp theo từ trên. Từ trên là mời vào hay là tiến vào. Chua. Từ chua là ngồi đi, ngồi. Từ chua là ngồi xuống. Từ chua, sit. Hơ. Từ khưa là uống. Uống, khưa. Chá. Chá là trà. Chá là trà. Trà là tiếng Việt chúng ta. Chá là trà. Khưa trà có nghĩa là uống trà. Uống trà là khưa trà. Xie xie. Xie xie là cảm ơn. Xie xie, cảm ơn. Bố khờ chị. Bố cơ chỉ là không có gì. Bố cơ chỉ là không có gì. Khờ chị. Tiếp theo là có từ cơ chỉ. Từ cơ chỉ nó là một phần của bố cơ chỉ. Bố cơ chỉ là không có gì. Bố là không, chứ cơ chỉ có nghĩa là không có gì à? Không phải. Cơ chỉ ở đây nó mang cái tính chất nói về một con nói về cái hành xử lịch sự. Cơ chỉ nó rất là lịch sự, nó là một cái tính từ nhã nhặn lịch sự. Tính từ thể hiện một cái con người có đạo đức, lễ phép, lễ nghĩa đầu đuôi. Cư chỉ, cư chỉ. Công tác. Tiếp theo từ công chưa. Công chưa là làm việc, làm việc, làm một cái việc đó, làm. Thân thể. Sơn tí ở đây đang nói về cái thì vóc dáng hình dạng của một con người, nói về sức khỏe của con người. Sơn tí. Ta có từ sử là số 10. Tiếp theo nó có từ sử là số 10 nhé. Sử. Sử là số 10. Và ta có từ dư. Dư. Rì. Dư là đây hay là mặt trời. Hay là mặt trời. Đấy. Và ta có tên riêng là Trang quáng. Ninh Hoàng Đấy. Chuyên mình tên riêng là quáng. Quáng. Ta có từ rư là săn hoặc là ngày. Đấy. Sun là mặt trời, sun là trời, đôi khi nó cũng chỉ ngày luôn.
nó chỉ là ban ngày đấy, là ban ngày. Ta sẽ thấy là buổi trước ấy thì ta đã học cái từ thiên, đúng không? Từ thiên, thiên là chinh chi, thiên là ngày chủ nhật, chinh chi thiên là ngày chủ nhật. Nhưng mà ta có nhiều từ dư, dư là chỉ là mặt trời, mặt trời, và hay là chỉ là ban ngày. Bạn nhớ bạn khác nhau một chút. Bây giờ chúng ta sẽ nhau đọc cái từ mới này. Bộ mạng mà. 二生词，这是老师，您请进坐喝茶，谢谢，不客气。客气，工作，身体，时，日，专名，二，二，生词。Bây giờ ta sẽ cùng nhau luyện đọc nha, đọc một chút nha. 这，这，是，是。老师，老师，您，您，请，请，进，进，坐，坐，喝，喝，茶，茶，谢谢，谢谢，不客气，不客气，客气，客气，工作，工作，身体，身体。时时日日专名专名王王 OK, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần bài khóa này. Giống như các bài khác, mình cho các bạn nghe qua một lượt cho thoải mái đi. 第五课第五课bài số 5. 这是王老师这是王老师一课文课文呀这是王老师这是我爸爸。王老师，您好。您好，请进，请坐，请喝茶。谢谢。不客气。工作忙吗？不太忙。身体好吗？很好。OK, rất là dễ hiểu thôi và rất là ngắn thôi. Ở đây nói chung như thế này là đây là thầy giáo, đây là bố, ở đây là bố này. Ở đây nói chung như thế này, các bạn nhìn bức ảnh các bạn thấy là đây là con bé này nó giới thiệu bố nó với thầy giáo nó. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Và đó là hai người mời nhau uống trà, hỏi thăm nhau. Thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái từ mới để dịch những cái từ bên trên này. Ở đây ta sẽ nhìn thấy từ đầu tiên là chưa sư quảng lão sư. Chưa sư quảng lão sư. Thì ở đây từ quáng là có cái tên riêng, quáng là vương, họ vương các bạn nhé, họ vương, đây. Quáng là tên riêng đây, đúng không ạ? Họ vương, ta dịch như vậy đi, họ vương gọi là quáng đi, quáng lão sư là thầy giáo vương đi, ta dịch như vậy nhé. Thì cái từ sư này là cái là rồi, là to be thì là ở rồi, đây là từ sư này là, đây thì chưa, chưa thì ta có học từ mới đây, zip là đây, đúng không ạ? Một sư là gọi đây là chưa sư có nghĩa là đây là thầy giáo vương. Để sau rồi ông nói tiếp là chưa, sau đó nó lại giới thiệu tiếp là chưa sư của papa, còn đây là và đây là bố của tôi. Papa là bố, đúng không? Ta học từ bài trước rồi, papa bài bố là của là tôi hay là của tôi luôn, của papa có nghĩa là bố của tôi. Đấy, đây là bố của tôi, chưa sư của papa. Đấy thì quáng lão thì sau đó là người bố mới chào ông nói lão sư, thì chào là quáng lão sư nín hảo. Nín đây là thể hiện cái tính chất lịch sự, đấy, gọi là thầy giáo vương chào ông hay là chào ngài, đấy, chào ông hay là chào thầy, đúng không ạ? Đó là thể hiện cái sự lịch sự trang trọng. Nín đấy, từ nín họ chỉ có một từ nín thôi, họ thể hiện như là từ ngài, từ thầy trang trọng ấy. Hay là ông hay là quý ông hay là thưa bà, thì nó dùng cái từ nín này, nó thể hiện cái sự trang trọng, cái sự gọi là muốn sự tôn trọng đối với người đang nghe mình nói. Và
Quảng lão sư nín hảo. Nín hảo là cũng như là ní hảo thôi. Ní là bạn, thì nín cũng là bạn thôi, nhưng mà nín nó là cái từ bạn trang trọng, tức là xin chào thôi, đúng không ạ? Thì dịch ghép vào nín hảo vẫn là xin chào thôi. Nên nín hảo vẫn chỉ là xin chào thôi. Rồi, tiếp theo là nín hảo chỉnh chiên, chỉnh chua, chỉnh khơi trả. Nín hảo vẫn là chào lại, đúng không? Nín hảo chào lại. Thì sau đó là chỉnh chiên. Thật ra nhìn từ chiên là mời vào, đúng không ạ? Chỉnh chiên là mời vào. Đó từ chỉnh là đây. Đó từ chỉnh là please, là thể cái sự lịch sự, cái từ nhã nhặn, đấy cái tính từ thôi. Tính từ chỉnh, chỉnh nó nhẹ nhàng nhã nhặn, thì chỉnh chiên là mời ngồi, từ chỉnh là mời, đúng không ạ? Đấy, chỉnh là mời ngồi, cứ không phải là ngồi mà chỉnh chiên là mời ngồi. Đấy, họ không có từ mời, mà họ không có từ mời như Việt Nam mình nào là mời ngồi, mà là họ chỉnh là dự từ, ý là ngồi nhẹ nhàng ấy, như thế, đúng không? Như vậy nó giống như tiếng Anh là please, xin tạo. Đấy, đấy từ chỉnh là từ please vậy đó. Rồi đó là chỉnh chua. Đấy, chỉnh chua thì các bạn học ở đây rồi. Đây, chỉnh chua là mời ngồi, mời vào và mời ngồi luôn. Sau đó là chỉnh khơ trá. Chỉnh khơ trá thì khơ là uống, trá là trà, là ta vừa học xong đúng không ạ? Khơ trà đó, mời uống trà, mời uống trà, sau đó thì là cảm ơn luôn đó. Thì mời phải cảm ơn nhé, thì ông kia nói là pukuchi, xiết xỉa, pukuchi, cảm ơn và không có gì, đúng không ạ? Cái đấy nó dễ rồi, cái này khó hơn. Không chua máng ma. Không chua là việc làm nữa. Thế còn từ máng là, và từ ma là gì? Thì từ máng là cái bài trước ta học rồi, từ máng là bận, có bận hay không đấy. Thì từ ma là cái từ để hỏi thôi, không bận hay không, là từ để hỏi thôi. Thì không chua máng ma, công việc có bận hay không, thì là phú thai máng, là không quá bận. Từ thai ta học rồi, thai là quá đấy, là quá, ta học cái bài trước rồi, đúng không ạ? Hoặc bài trước là các bạn không tin các bạn có thể dở lại, thì mình sẽ dở lại cho các bạn. Từ thai này, từ đây bạn nhìn từ thai số 6 này chưa, từ thai là quá, là quá cái gì đó, over là quá, qua. Từ máng này, PG này, từ ma là từ để hỏi này. Đấy, máng này, ma này, máng ma, thai máng là quá. Đấy, các bạn nhớ nhá. Ok chưa? Thì chúng ta thấy là vũ thai máng, không bận quá. Đấy. Rồi nó hỏi là sân tí hảo ma. Sân tí hảo ma. Ta thấy là từ hảo là tốt, và từ ma là không, thì gọi là tốt không, đúng không? Thế thì từ sân tí là gì? Đây. Sân tí là sức khỏe tốt không? Đấy. Ý là thầy có khỏe không? Đúng không? Sân tí hỏi sức khỏe, cái thân thể của thầy, cái cơ thể vật lý của thầy có khỏe không? Sân tí hảo ma, sức khỏe tốt không? Sân tí hảo ma, sân tí hảo ma, sức khỏe tốt không? Thì nó chẳng là hấn hảo, rất tốt, hấn hảo, rất tốt, sức khỏe rất tốt. Đơn giản như vậy thôi, đúng không? Cái bài này nó không có gì khó quá. Bài này không có gì khó quá. Nhưng mà ta sẽ cùng nhau luyện đọc, quan trọng như vậy. 2. 第五课. 第五课, bài số 5 này. 这是王老师. 这是王老师. Đây là Quảng lão sư. Đây là giáo viên Vương. 这是王老师. 1. 课文. 课文 nha. 课文 là cái text, là cái nội dung bài đọc. 这是王老师. 这是王老师. 这是我爸爸. 这是我爸爸. 王老师, 王老师, 您好, 你好, 您好, 您好, 请进, 请进, 请坐, 请坐, 请喝茶, 请喝茶, 谢谢, 谢谢, 不客气, 不客气, 工作忙吗, 工作忙吗, 不太忙, 不太忙, 身体好吗, 身体好吗, 很好, 很好, OK, 不过你刮好, 对吗? 这是王老师, 这是我爸爸, 王老师, 您好, 您好, 请签, 请坐, 请喝茶, 谢谢, 不客气, 工作忙吗, 不太忙, 身体好吗, 很好, OK, đó là tất cả bài khóa ta, nó sẽ dịch các bạn này. Đây là thầy giáo Vương, và đây là bố của em. Thầy giáo Vương xin chào thầy, đúng không ạ? Xin chào, mời ngồi. Thì thầy giáo Vương, thầy nói là xin chào. Thì sau đó ông kêu nói là xin chào, mời thầy vào.
mời thầy ngồi và mời thầy uống dịch uống trà. Thì ông ấy cảm ơn, đúng không ạ? Chia sẻ cảm ơn. Sau đó bố nó lại nói là không có gì. Sau đó thì ông hỏi là công việc có bận không, thì nó là không bận, công việc không bận. Thế thì sức khỏe có khỏe không, thì nó là sức khỏe khỏe. Ok, rất dễ, đúng không ạ? Các bạn có gì thì comment và hỏi sau nhé. Mình nghĩ là tất cả như vậy là quá đủ và quá dễ hiểu rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của bài 5, một phần luyện nói rất nhiều cho chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn.